Tiếp theo nữa là vào phần gì ạ? Tùy chỉnh. Vào phần tùy chỉnh. Ở đây thì mình tập trung vào chỉnh sửa vào gì ạ? Vào ánh sáng. Chỉnh sửa vào ánh sáng. Thứ nhất thì nó có hai cái chức năng Pro này, là chức năng tự động điều chỉnh. Ví dụ chúng ta nhấn vào gì ạ? Đây, nó tự động điều chỉnh. Thì nó sẽ tự động điều chỉnh tất cả các hình ảnh màu sắc làm sao cho nó hài hòa nhất, hợp lý nhất. Được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể nhấn vào phần khớp màu. Chúng ta chọn một cái nguồn. Đấy. Chọn một cái nguồn màu. Ví dụ như là cái màu vàng này. Thì lập tức toàn bộ cái ảnh này nó sẽ ám vàng. Được chưa ạ? Toàn bộ cái màu này nó sẽ ám vàng. Hoặc là mình chọn cái này là màu chính. Thì toàn bộ cái ảnh này nó sẽ chuyển sang màu cam. Tức là nó sẽ chỉnh sang cái tông màu mà mình mong muốn. Được chưa ạ? Ngoài ra chúng ta có thể tăng cường độ này đi, tăng giảm cường độ của cái gì ạ? Cái khớp màu này. Đấy. Cái điều này rất là cần thiết, đặc biệt khi mà chúng ta ghép nhiều cái hình ảnh với nhau và chúng ta cần khớp cái màu của các cái lớp ảnh khác nhau. Được không ạ? Rồi. Được thì chúng ta nhấn OK nhá. Đấy. Rồi tiếp theo. Trong phần chỉnh sửa này thì chúng ta có phần chất lượng video. À, tôi nói thêm về cái tùy chỉnh này nữa. Cái tùy chỉnh này thì chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh từng cái một. Ví dụ như là về độ sáng, chúng ta có thể tăng giảm độ sáng của toàn bộ hình ảnh. Được chưa ạ? Độ tương phản, tức là giữa cái sáng và cái tối thì nó khác nhau một cách rõ rệt hơn. Đấy ạ. Hoặc là gì ạ? Hoặc nó mờ đi. Hoặc là khác nhau rõ hơn thì nó gọi là tương phản. Độ bão hòa, cái này thì nó lại khác so với cái độ tương phản, tức là nó sẽ hòa trộn giữa các màu sắc gần nhau. Giữa các màu sắc vào nhau nó sẽ trộn vào nhau. Đấy. Cho nên nó sẽ gì ạ? À, nó sẽ thay đổi cái màu sắc của cái hình ảnh. Rồi, độ chói là cái độ phát sáng đó, của hình ảnh. Nó làm hình ảnh nó sáng hơn, nó chói hơn hoặc là nó tối đi. Được chưa ạ? Hoặc làm sắc nét này thì nó sẽ làm nét cái hình ảnh, tuy nhiên thì nó sẽ có thể nó sẽ vỡ và nó sẽ có những cái hạt. Đấy, cũng không nên làm sắc nét quá. Tiếp theo là cái HLS này để chúng ta có thể điều chỉnh chi tiết từng cái màu. Ví dụ ở đây là cái màu cam nó hơi nhiều thì chúng ta chọn sang màu cam và chúng ta có thể điều chỉnh cái màu cam sang cái màu khác, được chưa ạ? Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh sang cái màu khác. Ngoài ra nếu như trong hình ảnh nó có những cái màu đỏ hoặc màu tím thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái màu của nó. Đấy. Cái hình ảnh nó không có các cái màu khác. Nếu như mà chúng ta muốn thay đổi từng cái hình ảnh một. Ở đây ví dụ như là cái video này nhá. Chúng ta nhấn vào chỉnh sửa, sau đó chúng ta nhấn vào tùy chỉnh, chúng ta nhấn vào HSL. Thì ví dụ ở đây nó có cái màu màu đỏ này, thì khi mà mình chỉnh ấy, anh chị em để ý này, chỉ có những cái nào màu đỏ nó bị ảnh hưởng thôi, còn những cái khác nó sẽ không bị ảnh hưởng. Anh chị em để ý không ạ? Đó, nó sang màu tím này. Đấy, nó mất màu này, nó tím tím sắc hơn này, được chưa ạ? Nó sáng hơn này, tối hơn này, sáng hơn này, tối hơn này, được chưa ạ? Độ bão hòa màu này, đỏ hơn này. Đấy, nhiều màu hơn này, ít màu hơn này, được chưa ạ? Rồi, cái này tím hơn này, cái này lại hơi đỏ này, sang tím này, sang đỏ này, được chưa ạ? Đấy, hoặc cái màu xanh thì nó có thể sang xanh lá này, hoặc xanh dương này, đấy, được chưa ạ? Nhiều màu này, màu sắc rực rỡ hơn này, ít rực rỡ hơn này, được chưa ạ? Rồi độ sáng này, sáng hơn này, tối đi này, đấy, thế nó gọi là HSL là như vậy. Thì nó có màu nào thì mình có thể chỉnh riêng từng màu một, ok không anh chị em? Rồi tiếp theo nữa phần đồ thị này, phần đồ thị này tương tự như cái phần HSL, nó tương tự như HSL nhưng mà nó chỉnh bằng đồ thị thì nó gì ạ? Nó dễ hơn. Khi mà mình để chế độ màu trắng này thì nó sẽ chỉnh toàn bộ gì ạ? Toàn bộ cái hình ảnh. Còn nếu mà chúng ta chuyển sang màu đỏ thì làm sao ạ? Nó chỉ chỉnh riêng cái màu đỏ thôi.
chỉ chỉnh riêng cái màu đỏ thôi, được chưa ạ? Khi mà mình chỉnh ở bên này, ở xuống dưới thì nó gì ạ? Là ít bão hòa màu hơn. Khi đưa lên trên thì bão hòa màu tăng lên. Bão hòa màu là gì ạ? Là số lượng cái màu nó nhiều hơn, còn xuống dưới là ít màu hơn thì nó sẽ trở thành gì ạ? Thành mất màu, thành không màu hay là thành đen trắng. Được chưa ạ? Mình chuyển sang màu xanh cũng tương tự như vậy. Mình chọn lên, đấy, mình chỉnh lên nó nhiều màu xanh hơn, chỉnh xuống thì ít màu xanh hơn. Được chưa ạ? Màu xanh dương này cũng vậy. Mình đưa lên thì nhiều màu xanh hơn, đưa xuống thì ít màu xanh hơn. Ok không ạ? Đấy. Và cái này thì mình chỉnh nó gì ạ? Nó thuận hơn, là mình nhìn vào nó thuận hơn rất là nhiều. Đấy. Và mình muốn gì ạ? À, muốn thêm các cái góc khác thì cái này nó dành cho những cái người mà khá là chuyên nghiệp mà họ sử dụng thôi, được chưa ạ? Và nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta có thể nhấn vào phần gì ạ? Đặt lại, đặt lại về góc, được chưa ạ? Rồi tiếp theo là cái phần là điểm nhấn. Phần điểm nhấn thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ nhấn vào những cái vùng sáng, các vùng sáng nó sẽ được nhấn nhiều hơn. Ví dụ như cái chữ hoặc cái vùng da nó sẽ nhấn nhiều hơn, nó sẽ sáng hơn, được chưa ạ? Bỏ đi thì nó sẽ phẳng, nó sẽ không còn cái điểm nhấn nữa. Nhưng mà khi kéo lên thì những cái vùng sáng nó sẽ sáng hơn. Ừ. Rồi tiếp theo nó là vùng tối, cái chỗ tối nó sẽ tối hơn hoặc là gì ạ? Nó sẽ sáng lên. Anh chị em nhìn những cái gì ạ? Cái tóc hay là cái áo nhá, đấy, cái vùng tối nó sẽ tối đi hoặc cái vùng tối nó sẽ sáng hơn. Mình muốn gì ạ? Cho cái vùng tối nó sáng hơn thì mình đẩy nó lên, được chưa ạ? Rồi tiếp theo nhiệt độ màu, mình tăng nhiệt độ màu lên thì nó sẽ hình ảnh nó sẽ ấm hơn, nó hơi ám vàng một chút. Còn nếu mình giảm đi thì hình ảnh nó sẽ lạnh hơn và nó hơi ám xanh một chút, được chưa ạ? Tiếp theo nó là phần tông màu. Tông màu này nó sẽ hòa trộn giữa các màu với nhau, giữa ví dụ như người ở trên cái hình ảnh ở cái màu xanh và màu gì ạ? Màu màu tím, màu hồng, màu đỏ thì nó gì ạ? Nó sẽ hòa trộn vào với nhau. Đấy, nó sẽ hòa trộn vào với nhau. Nếu mình chuyển sang bên trái thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nhiều cái màu xanh hơn, chuyển sang bên phải thì nó nhiều cái màu đỏ hơn. Đấy, như vậy là gì ạ? Nó sẽ hòa trộn giữa các màu với nhau. Rồi, tiếp theo là phần làm mờ. Đấy, phần làm mờ. Khi mình tăng lên thì hình ảnh nó sẽ mờ đi. Các màu nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nhạt nhòa đi, nó sẽ mờ đi. Đấy, còn giảm xuống thì nó sẽ về bình thường. Rồi, tiếp theo là viền mờ. Đấy, dụ chúng ta muốn nhấn vào cái đối tượng ở giữa thì chúng ta có thể là mờ cái dạ, hình ảnh đi. Đấy, hoặc là mờ bằng dạ, màu sáng, màu trắng. Kéo sang bên trái thì nó sẽ là viền mờ màu trắng, kéo sang bên phải nó sẽ là viền mờ màu đen. Và kéo càng mạnh thì viền mờ nó càng lớn. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo là hạt thì nó sẽ làm cho các cái hình ảnh nó sẽ có những cái hạt, tức là nó gần như nó kiểu bị vỡ, nhưng mà nhìn trên điện thoại này thì nó sẽ không rõ đâu vì vì nó quá bé, được chưa ạ? Rồi nếu mà chúng ta đồng ý thì chúng ta nhấn vào dấu tích, nếu mà không đồng ý thì chúng ta nhấn vào đặt lại, được chưa ạ? Để cho nó về về phiên bản gốc. Tiếp theo nữa là phần chất lượng video, giống như tương tự như lúc nãy, chúng ta có mấy phần. Một là xóa nhấp nháy, đôi khi những video của chúng ta nó quay ở những cái khu phố hoặc quay ban đêm thì nó sẽ có những cái nháy chói sáng, thì chúng ta nhấn vào đây. Những cái này là những phiên bản pro, phiên bản cao cấp, được chưa ạ? Giảm nhiễu hình ảnh, những cái hình ảnh mà chúng ta những cái video mà chúng ta dùng mà nó bị nhiễu thì chúng ta có thể chọn ở đây, ví dụ như là cái video này đấy, nó đang bị nháy, mình nhấn vào đây đấy, sau mình tăng lên thì cái độ nháy nó sẽ dạ, nó sẽ giảm đi, ok không ạ? Cái này nó quá nhiều hiệu ứng như là nó không nhận. Rồi giảm nhiễu hình ảnh đấy, chỗ này anh chị em thấy là nó đang giảm nhiễu này đấy, được chưa ạ? Thì các hình ảnh nó sẽ đỡ nhiễu hơn nhá. Đấy, rồi chất lượng hình ảnh đấy thì nó sẽ tăng cái chất lượng hình ảnh lên đấy. Đấy, thì hình ảnh nó sẽ sắc nét hơn và cái
dung lượng xuất ra nó sẽ lớn hơn, được chưa ạ? Rồi.